Hello anh em, chào mừng em đến với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về con game chọn thắng bài anh em ạ. Để mà nói về con game chọn thắng bài ấy, thì nó có rất là nhiều con game để mà chơi. Nhưng mà để mà chúng ta chọn ra một con game nào chúng ta chơi cho nó ok nhất thì chỉ tôi thấy hai con game. Thứ nhất là con game tài xỉu thông thường với con game tài xỉu 10 năm. Nhưng mà nay thì thấy một người bảo là anh ơi chơi cái gì cho nó giải trí nhiều nhiều đi. Em tự xem tài xỉu nó chán lắm rồi. Ok anh em, nếu mà thích giải trí tôi sẽ thử chơi một vài con game bắn cá hoặc là mấy con game như kiểu phỏng phiết cho anh em xem nhá. Thì để mà nói về con game bắn cá ấy, thì mình cũng không chuyên lắm anh em ạ. Hầu như kiểu mình chơi thì nó cũng gọi là thỉnh thoảng thì vào bắn dã cho vui xong rồi lại quay trở lại con tài xỉu chơi thôi. Chứ con cá thì mình cũng không gọi là không biết chơi như nào cho nó hiệu quả ấy. Ok thì nay thì mình có số tầm 20 mình vào chơi nhá. Thì mình đang ở phòng gọi là phòng cũng không phải là to, không phải là nhỏ lắm. Phòng này là phòng to nhất đúng không? Phòng này phòng to nhất này. Thì mà đánh mấy tay thì thấy là đang hiện tại đang lãi được 400 mấy ấy. Nhưng mà mình thấy phòng này hơi to, mình sẽ out ra, mình sẽ vào phòng nó nhỏ hơn tí. Thì chơi phòng nhỏ thì nó sẽ an toàn hơn. Chẳng qua mình chơi thì cũng gọi là vui vui thôi, chứ không phải là chơi để gọi là ăn tiền ở mấy con game này đúng không? Ăn tiền ấy, chúng ta chỉ có những con game tài xỉu thôi. Con game tài xỉu đó vẫn gọi là ngon nhất nhá. Chứ những con game mà kiểu ở bên này ấy, chúng ta chỉ gọi là chơi kiếm mất bún mất phở thôi. Ông nào mà kiểu vốn nhỏ ấy, tầm 400, 200 thì có thể vào để mà bắn. Còn mình thì mình có vốn to thì mình lại chuyển hướng sang những game tài xỉu như kiểu đây. Mình vừa chơi mình có thể bắt tài xỉu được này, cầu đang đi theo kiểu 3-1 này, mình sẽ vào tầm khoảng 400 này, mình vào 400 chơi thôi. Cái này thì kiểu cũng chả khó khăn gì mấy đúng không? Chúng ta chơi xong rồi đang vừa bắn cá vừa cuốn mà để chơi tài xỉu vừa ăn được nữa thì nó thì ngon, gọi là x2, gọi là cảm xúc nhờ. Cái này thằng này nổ, thằng kia nổ, không phải nổ đéo đâu. Chơi con này thì anh em chỉ bắn nhất nhá, bắn nhấp 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 thế này thôi, nó nổ là nó nổ, còn không nổ là không nổ anh em nhá. Nên là anh em cứ từ từ thôi, chơi con này thì cứ bình tĩnh anh em ạ. Để xem con chiều bên này có lầm không. Ôi trời, nó về còn 1-1 rồi. Ok, một khi nó về còn 1-1 thì bán này mình sẽ vào tầm khoảng 900 bên em mà tài 9 luôn, còn lại là 1-9 luôn. Ok này, rồi giá bán cá đi. Hình như cái phòng bên này nó khó ăn hơn phòng bên kia hay sao ấy. Thấy mình thấy phòng bên này nó khó ăn hơn bên kia mình bắn thấy nó dễ ăn vãi, nhưng bên này bắn nó kiểu nó hơi hơi khó ấy. Bắn nó kiểu đang dính thế nào ấy. Mình bắn một tay 6k ấy, một tay là một cái bánh mì đấy, tính ra là mẹ hơi đói, tính ra một cái bánh mì nó hơi đói đấy. Thì mình sẽ vào bắn nhá. Chung gì chơi cái này thì mình chủ yếu mình quan trọng ở trong con này này. Con này mà ăn thì mình ăn to, còn không con này mà không ăn thì con mình lỗ to ấy. Đấy là gọi là cái xu thế của những người họ thích đánh chịu có đúng không? Còn anh em nào mà không thích đánh chịu ấy, họ lại thích chơi bắn cá. Ở trong con game chọn thắng bài thì nó đầy đủ rồi, nó có thiếu cái gì đâu. Chúng ta không chơi con game này, chơi con game khác thôi nhá. Nhiều thể loại lắm. Ôi trời, ngon nhá. Bên này đây lên 20 mấy của đây. Con này không biết có nổ không, mình sẽ thử khóa con này xem như nào nhá. Đây tự động thử khóa này. Ok, nổ luôn nè, 400 mấy này, hay nè. Ôi, khóa có vẻ là khi nó mình ngon hơn các bạn. Thế ok, nổ về thằng nào đây? Ôi, không phải về mình các bạn, không phải về mình. Ê, mình cứ tưởng khóa thì nó ngon. Khóa ra không phải khóa là ngon không em ơi. Ta bắn thì bắn phá vòng vây, mình có lãi rồi đấy. Đánh như thế này không biết có lãi không. Nhưng mà mình thấy nó cũng ok, nói chung mang chất giải trí nó cao. Được, lãi cả mấy củ, chơi vui thôi. Cũng không để nào cái việc ăn uống vào đây á. Ván này mình sẽ vào tầm khoảng 700 này. Đây, hôm nay mà ăn to thì mình sẽ lộc lớn anh em nhá. Hôm nay mà ăn to thì mình sẽ lộc lớn anh em, hứa luôn đấy, hứa danh dự luôn. Ok này, quả này mình nghĩ là nó sẽ lầm đấy. Hy vọng nó lầm. Thì chơi thì cũng là có cái này có cái kia, nhưng mà chúng ta phải gọi là biết điểm dừng nhá. Chơi cái gì cũng thế, biết điểm dừng là ok liền. Còn anh em mà chơi tham với là không biết điểm dừng thì rất là dễ toang. Ui, nó gãy rồi anh em, tôi không sao. Coi như là nay thì có ăn có thua mà đúng không? Ai chơi thì mới biết được là chơi cái con gì cũng thế, thì chúng ta phải biết được là cái mặt trái đó. Thì lúc ăn được thì chúng ta phải chơi bình tĩnh, còn lúc mà thua chúng ta phải gọi là gỡ lại những cái lúc thua ăn thôi. Nó cũng gọi là của thiên trả địa, mà gọi là có thắng có thua, chơi con gì cũng thế. Ok này, lầm nè, đấy đây là 25 củ kìa. Chúng chẳng qua chơi mấy này thì mình cũng gọi là để mà gọi là hôm nào đi làm về đặc biệt thì vào để trí tí, nếu tăng thêm đồng nào thì hay đồng đấy, không tăng thêm thì thôi, cũng gọi là không mất mát gì của mình nhiều đúng không nhỉ. Chơi bắn cá được mất mấy tiền đâu,
game sẽ ao ra chơi bắn cá đấy nhá. Đấy chốt là 35 củ và giờ làm thêm lắm 25 củ này, chốt thêm một ván nữa là nghỉ rồi này, vào nó đúng cái số chữ này tầm khoảng là bên nào nhỉ, 22111111 cho nó 8 này là đây này, ok đặt này. Đấy, nốt ván này nghỉ nhá, nốt ván này là chúng ta nghỉ. Không chơi chơi như thế thôi, không cần mình gọi là chơi nhiều làm gì cả, đúng không? Ăn ở và là cái mức độ thôi, chứ một kiểu tham lam hoặc là chơi không có điểm dừng thì rất là dễ toang. Bất kể ông anh nào chơi con chim gì cũng thế, một khi chơi mà không có điểm dừng thì toang liền này. Ok này, mở này, mở đi, địt con bà bú ra lầm nhá, nghỉ nhá, ok bye bye anh em nhá, bye bye.